Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lận Japan. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề của các bạn visa kỹ sư. Có một cái bạn ấy gửi cho mình là giả sử visa của em còn thời hạn 3 năm, em muốn chuyển việc trái ngành thì có được không ạ? Em không có định gia hạn tiếp, chỉ muốn chuyển việc trái ngành, làm hết thời gian trong visa rồi về. Làm trái ngành vẫn hợp pháp đúng không ạ? Đó thì là một cái câu hỏi của một bạn gửi đến cho mình. Tất cả các bạn đã biết cái visa mà kỹ sư Gijutsu ấy, Jinbun Chishiki hoặc là Kokusai Gyomu, đấy là những cái visa mà các bạn cần phải làm việc theo những cái chuyên môn mà các bạn đã học ở trong trường đại học, và người ta quy định là các bạn cần phải làm theo đúng những cái chỉ định mà New Can người ta cho phép bạn làm việc ở công ty đó. Tuy nhiên, có những cái trường hợp như của bạn này, tức là visa của bạn vẫn còn, bạn muốn tìm một cái công việc khác trái ngành và các cần phải có công việc ổn định, tăng ca nhiều. Đấy, giả sử như vậy thì bạn ấy muốn làm hết cái visa đó, hiện nay còn 3 năm, 5 năm thì làm hết cái visa đấy rồi về, thì có vi phạm pháp luật không? Đứng trên cái quan điểm của mình ấy, thì nếu như mà về pháp luật thì bạn đã có cái visa đó rồi thì bạn vẫn còn có thể sống ở Nhật Bản, vẫn có thể làm việc ở Nhật Bản, đi lại bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trong cái trường hợp mà nếu như mà New Căng người ta đi kiểm tra đột xuất vào cái công ty mà bạn đang làm và người ta phát hiện ra bạn là làm việc ở đấy với một cái công việc không đúng như cái công việc mà ban đầu bạn xin visa, thì người ta có thể dừng visa ngay lập tức, người ta có thể trục xuất bạn ngay lập tức. Đấy là cái quyền của New Căng. Còn nếu như mà các bạn suôn sẻ, các bạn không có vấn đề gì cả, người ta không có kiểm tra cái công ty của các bạn làm là cái công ty mà nó đóng thuế này nó đầy đủ, nó không vi phạm những cái gì quy định về pháp luật hay là về sử dụng người nước ngoài, thì New Căng nó sẽ không bao giờ người ta kiểm tra những cái công ty như vậy. Thì bạn cứ tiếp tục bạn làm hết cái 3 năm đấy. Và nếu như mà bạn mong muốn tiếp thì bạn cứ thử đổi đi xem có được hay không. Mặc dù là mình có thể mình làm trái ngành, nhưng mà nếu như mà cái công việc của mình ổn định và cái hợp đồng lao động của mình lúc đấy mình có viết liên quan gì đến một số ngành. Ví dụ như bản thân tôi ngày xưa chẳng hạn, tôi học cơ khí chế tạo, bằng cơ khí chế tạo nhưng tôi vẫn làm công ty nhựa rất là nhiều, tôi làm công ty giấy. Đấy không phải là trái ngành mà tôi vẫn có xin được cái giấy phép lao động ở những công ty đấy, vì cái lý do là tôi học cơ khí nhưng mà những cái công ty đấy nó vẫn cứ cần phải có máy móc, nó vẫn cứ cần phải có về khuôn này nọ, thì mình là làm trong cái công ty giấy hay mình làm công ty nhựa nhưng cái hợp đồng của mình lại viết là liên quan đến vận hành máy móc hay là sửa chữa bảo trì maintenance hay là bảo trì khuôn, bảo trì máy móc, thì nó cứ vẫn ok. Bởi vì trong một cái ngành sản xuất thì nó có rất là nhiều các bộ môn nó đan xen nhau, chứ không cứ gì là cứ phải là học cơ khí thì phải làm công ty cơ khí, thì đấy là không phải. Thế cho nên là nếu như mà bạn chuyển được việc mà bạn không có muốn gia hạn visa nữa, bạn muốn làm hết cái 3 năm ở đây, thì khi mà bạn chuyển sang cái công ty mới, bạn cũng không cần phải báo New Căng. Mình xác định là mình cứ ở đây mình làm hết thì mình gia hạn tiếp, nếu không gia hạn được thì mình về. Hoặc là nếu như mình gia hạn tiếp mà mình mong lúc đấy mình mong muốn mình gia hạn tiếp sau cái 3 năm đấy, mình gia hạn ở lại, thì lúc đấy New Căng họ bắt đầu đòi hỏi mình giải trình tại sao là mình chuyển sang cái công ty này rồi, tại sao không trình báo, thì lúc đấy mình hãy viết một cái giấy trình báo giải trình, ví dụ như một cái lý do nào đấy là tôi không biết hay là tôi sơ suất hay là tôi thiếu sót này nọ, thì cũng không sao cả, ok. Nói tóm lại là đối với trường hợp như cái bạn này bạn hỏi mình, thì mình nghĩ là bạn cũng không quá nên lo lắng nếu như mà bạn tìm được một cái công ty nào đấy, một cái công việc nào đấy
mà nó trả lương bạn cao, công việc nhiều, tăng ca theo cái ý muốn của bạn, visa của bạn bạn vẫn còn nhiều, bạn thích thì bạn cứ làm thôi, không có gì mà phải lo ngại cả. Cái mức độ mà nói là vi phạm pháp luật thì cũng không đúng, bởi vì bạn vẫn còn có visa, nhưng bạn chỉ có vi phạm một chút xíu ở trên cái cục xuất nhập cảnh, đấy là bạn chuyển công ty và bạn không báo họ để xin cái giấy phép lao động ở công ty mới. Thế thôi, không có vấn đề gì cả. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh YouTube Vi Luận Japan, và còn cái vấn đề gì nữa về cuộc sống của Nhật Bản thì các bạn hãy inbox cho mình. Thì bây giờ hiện bây giờ thì mình kết nối rất là nhiều những cái chủ doanh nghiệp của Nhật Bản. Mình đang trong một cái hội 196 các chủ doanh nghiệp ở vùng Nagoya này. Doanh nghiệp Nhật Bản, nên cho nên là mình cũng học hỏi, mình biết được rất là nhiều điều thú vị từ trong trong đó. Và nếu như mà các bạn đang ở Nhật Bản, các bạn có muốn mua một tặng một bộ mỹ phẩm cho bạn gái hay là cho bản thân mình, thì hãy vào cái trang imdb.com mua ủng hộ Luận Japan nhé, hay là đến cái trung tâm spa của Luận ở Oshikano này, các bạn sẽ được học đào tạo, học làm đẹp từ người Nhật, từ chuyên gia Nhật, rồi sử dụng tất cả các cái dịch vụ và nhận những cái tư vấn miễn phí từ Luận Japan. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.